hàng châu của Trung Quốc. Và sau lưng của vườn hồ đây là một cái cây gánh gươm của cô bác anh chị. Và cũng cô bác anh chị biết không, ở trong cái gánh gươm này ở Trung Quốc họ sử dụng không có sử dụng cái vòi xịt nước nha, mà họ sẽ sử dụng giấy. Và để sử dụng được giấy đó thì họ phải sử dụng một cái mã WeChat QR mới lấy được giấy ra. Đó là một điều mà khá là hài hước hiện tại Trung Quốc được không? Và dạ, vườn hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì vườn hồ đang có mặt hàng châu của Trung Quốc. Và hiện nay là gần như là các lá nó đều thay lá, các cây á. Các cây nó đều thay lá và thành thử là cô bác quý anh chị cứ ngỡ đâu là vườn hồ đang ở phương Tây hay là ở Hàn Quốc gì đúng không? Nhưng mà không, cô bác anh chị, đây là một cái khung cảnh ngay tại Trung Quốc, khung cảnh khá là nên thơ và rất là thích hợp cho tất cả các ai dành thời gian đi du lịch đó. Mùa thu và đặc biệt là ở đây là và thời tiết này là thời tiết lạnh đó, thành thử là bây giờ các cây nó thay lá và ở đây xe ô tô chạy không à, nên là nữa là khi mà đi như thế này cô bác anh chị sẽ ngỡ ngàng ha. Ở mọi người thì ít đi thì chắc có thể là nói là ở Trung Quốc thì có cái gì đâu mà du lịch, nhưng mà thật ra Trung Quốc là một nơi rất là rộng cô bác anh chị, xứng đáng để mình dành thời gian để mình qua đây check in du lịch chụp hình một lần, chẳng khác nào là ở Hàn Quốc chẳng hạn ha, rất là dễ thương. Ở Trung Quốc á cô bác anh chị, ở khu vực này nè và Thượng Hải á, thì nó rất là giàu kinh khủng á cô bác anh chị. Và thì cô bác anh chị thấy nè, những cái chiếc xe này là những cái chiếc xe màu trắng xanh, hình như là xe này vừa để chạy vừa điện, chạy điện được, chạy xăng được ha, để bảo vệ môi trường. Còn đây là khung cảnh tại Hàng Châu Trung Quốc đó anh chị, rất là hiện đại ha. Trung Quốc dân số đứng thứ hai thế giới chỉ sau Ấn Độ thôi, với dân số là hơn 1 tỷ dân. Tại thì vườn hồ đang có mặt ở một cái tuyến đường ngay tại Hàng Châu của Trung Quốc. Và sau lưng của vườn hồ đây là một cái cây gánh gươm của cô bác anh chị. Cũng cô bác anh chị biết không, ở trong cái gánh gươm này ở Trung Quốc họ sử dụng không có sử dụng cái vòi xịt nước nha, mà họ sẽ sử dụng giấy. Và để sử dụng được giấy đó thì họ phải sử dụng một cái mã WeChat QR mới lấy được giấy ra. Đó là một điều mà khá là hài hước hiện tại Trung Quốc được không? Và ở đằng sau này là có những cái thùng nước tiện lợi, mà thay vì ở Việt Nam thì mình sẽ sử dụng tiền, nhưng mà ở đây họ sẽ sử dụng mã WeChat hoặc là ở những cái cục sạc dự phòng ở đây nữa nè, đó họ sẽ cũng sử dụng WeChat luôn. Đó, cô bác anh chị thấy không, muốn đi vệ sinh được ở Trung Quốc này á là phải có mã QR. Đó là một điều rất là cần thiết, không có thì mình sẽ sử dụng mua giấy ở ngoài, mà mua giấy ở ngoài cũng phải sử dụng mã WeChat. Một điều khá là hài mà khách du lịch đến ở đây lần đầu tiên thì chắc có lẽ là sẽ khá là vô gối hơn. Đó là cái thùng ở đây nó không để giá là chắc em phải hỏi ông hướng dẫn viên quá. Dạ. Nhưng mà ở đây nó ghi là hả, xài nửa tiếng là mình giảm, mình tiết kiệm được 1.5 ngày. Thay vì ở Việt Nam thì hơn nửa tiếng. Ở Việt Nam thì sẽ sử dụng tiền mặt để bỏ vô đây, thì ở đây sẽ sử dụng mã WeChat luôn. Đúng không? Có mã nè. Khi mà quét mã xong á, quét mã xong thì nó sẽ có một cái mật khẩu. Đó là mình nhập lên trên cái điện thoại của mình á, lúc đó là mình sẽ lấy cái này ra. Thì em nhớ là 1 tiếng và 3 tại sao. Đây là những cái cục sạc dự phòng đúng không? Đúng rồi. Rồi mình sẽ sử dụng nhập mã QR WeChat ở đây. Đúng rồi. Rồi sau đó mình sẽ lấy nó ra. Nửa tiếng là 1.5 ngày. Qua nửa tiếng á thì biết không? Có một lần vừa hồ nhớ là không biết được đọc ở đâu á, mà Trung Quốc đề xuất rằng là tất cả các tên đường biển hiệu là không được đợi tiếng Anh luôn. Chẳng hạn như đây nè. Đó. Bây giờ cái này thì được để, nhưng mà những cái tên đường biển hiệu không được đợi tiếng Anh luôn. Mặc dù là ở Trung Quốc á thì hàng năm khách du lịch ở phương Tây vô khá là đông, nhưng mà người dân họ rất là họ không thích học tiếng Anh. Đây cái xe này đang nhường đường cho mình ha. Những cái bảng chỉ đường mà không có tiếng Anh luôn cô bác anh chị, và thậm chí là những cái định vị nó sẽ không sử dụng Google Maps mà sử dụng bằng một cái định vị riêng của Trung Quốc viết ra, giống như vừa hồi chia sẻ lúc nãy đó, là cứ sử dụng gì ở Trung Quốc không cần sử dụng tiền mặt mà cứ sử dụng WeChat. Đây là một cái khu phố cổ ha, khu phố này là có tuổi đời khoảng 700 năm rồi, và đặc biệt nó giống như là một cái phố cổ Hội An của Việt Nam vậy đó.
và những cái mái ngói nè là bằng những cái mái ngói màu đen ha, và tường ở đây được phủ trắng. Và theo một số thông tin đó thì Vườn Hồ biết được rằng á, những cái ngôi nhà ở đây được UNESCO bảo hộ hết à, nên thành nữ là muốn sửa những cái ngôi mái nhà này á là cũng phải thông qua UNESCO nè, và họ chọn một cái tường là tường trắng và cái mái ngói âm dương màu đen. Tường giống như là giấy và mái ngói thì nó giống như là bực ở cô bác anh chị. Tại vì ở đây rất là nhiều người họ giỏi, về họ là thi sĩ á, rất là tài tử, họ rất là giỏi luôn. Và ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với cô bác anh chị về một cái nơi bán rượu ngay tại Trung Quốc này ha. Đây, đây là một cái cửa hàng bán rượu rất là dễ thương luôn. Đây. Đây. Đây rất là nhiều người Việt Nam đến đây để mua rượu nè. Đây là một cửa hàng bán rượu. Dạ. Minh Trinh. Rất là thơm mùi rượu ha. Đây có rất là nhiều loại ly khác nhau để mà thưởng thức rượu nè. Và đặc biệt khi mua ở đây người ta sẽ quét một cái mã gọi là mã WeChat. Đó, một cái mã WeChat. Dạ. Chỉ những khách du lịch á thì họ mới trả tiền mặt thôi. Đây. Mời sư cô vào lại. Ở Trung Quốc nổi tiếng với một loại rượu đó là rượu nữ nhi hồng ha. Đây là một cửa hàng bán rượu ở Trung Quốc. Và sau khi mua xong thì họ sẽ quét những cái mã như thế này. Họ sử dụng like và WeChat các bác anh chị. Còn khách du lịch thì trả tiền mặt, và những cái bình rượu nhỏ họ được trưng như thế này nè. À, họ cho uống thử luôn nha. Dạ. Cái đó 15 mùa là 15 mùa. Ok. Yeah. Uống này dài xỉn luôn á. Ôi ơi, có anh lý rượu đây. Nay qua uống rượu Trung Quốc nữa. Giống như trái cây á, mà rất là thơm nha. Ok. Uống xong rồi cái khi nào họ đi cũng được. Xỉn. Một bình mực rượu là bao nhiêu tiền chị? Sao lấy cái vỏ không vậy? Hôm nãy mình đi lấy ra mình chụp hình xong rồi đâu rồi không biết. Chị nãy chị có cầm bình rượu cho mình không? Đây, đây họ sẽ quét mã WeChat và 78 tệ 500 lít. 78 tệ đúng không anh? 78 tệ. 500 ml là à, 8% độ cồn. Nữ nhi hồng. Nữ nhi hồng đúng rồi, hay đó. Cái này chị biết nè. Còn này là 88 tệ 15 độ cồn. Và có 500 ml là nửa lít ạ. Ở đây hình như là mỗi loại rượu nó sẽ có một cái loại hoa nè. Đây ví dụ hoa nè. Dạ. Nữ nhi hồng ở đây nó ngọt ngọt y như rượu nho vậy đó. À đây. Đây ok. Ở đây là 14 độ. Có hình cô gái. Này là 88 tệ nửa lít thì nó khoảng nửa lít 14 độ cồn. 14 độ cồn thì nó khoảng 100 thì nó khoảng 350 hả? Vậy là một bình này là nửa lít hả? Dạ đúng rồi, một bình nửa lít. Cái bình giờ mình có mua, mình có mua. Ồ. Rất là thơm, thơm thơm. Mua một màu. Rồi sao? Uống vừa rồi, uống tí nữa thì uống ngon á. Cái này mang được lên máy bay mà đúng không? Ngon.
Đây em vừa. Ngon lắm. Cái nào lắc lắm chút đây. Đây là hỏi cái này cái gì? Nặng nhất à? Bây giờ muốn lấy cái bình màu đen. Hồi lưng đụng cắn nữa à? Cái đồ đó phải không? Rất là nhiều người cũng mua rượu đem về ha. Sao nó không có cái khăn? Thì gần như là 300 ngàn, 300 ngàn nửa lít, một lít là 600 ngàn. Ở đây có rất là nhiều lọ để mình lựa chọn ha. Ok. Kia là 88 tệ. Màu lại dạ. Màu xanh đường là có nghĩa là 200 ngàn. 300 ngàn nữa lắm. Dạ. Ok. Đây. Đây. Mình sẽ mua một bình nữ như hồng. Trung Quốc họ kinh doanh rất là hay luôn cả nhà. Cái máu kinh doanh là máu của người Trung Quốc rồi. Nữ với hồng nghe, nếu nữ nên là nữ, mình sẽ chọn cái màu này luôn. Thì mình đã mua một cái bình gù nữ như hồng. Và trong phim cổ trang của Trung Quốc á, thường những cái trang hảo hán của những người đại trưởng phu đó, từ nãy cho tao một bình nữ như hồng. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồng muốn chia sẻ một cái phố cổ giống như ở Hội An nhé. Đó là ở Tô Châu. Và cô bác anh chị thấy đường xá ở Trung Quốc khá là đẹp ha. Khá là đẹp luôn. Và anh nói là cây vào độ tháng 3 này á, nó thay lá nhìn dễ thương lắm. Vào thời tiết vào thời điểm này á, khoảng 18 độ C. Nắng ấm nè, có nắng nhẹ rồi gió heo hắt lạnh á. Cảm giác nó rất là dễ chịu và nhẹ nhàng. Đoạn video clip ngày hôm nay thì muốn chia sẻ cho cô bác quý chị về một phố cổ và một vụ khá là đặc sắc của Trung Quốc, đó là nữ như hồng. Đặt chân về đây thì Bùi Hồ được đi khoảng 6-7 tỉnh ở Trung Quốc vậy. Thì để chia sẻ cho cô bác quý chị về những cái thứ phim về Trung Quốc cũng khá là hay, cũng khá là hài hước, cũng khá là nực cười. Nhưng mà thật sự là Trung Quốc rất phát triển, cô bác quý chị. Đồ của Trung Quốc á, ở nội địa của Trung Quốc xài cực kỳ tốt luôn, chứ không phải mà giống như lúc trước mà nhập vào Việt Nam á. Cô bác anh chị thấy là những cái chiếc xe Trung Quốc á, xài nó không bền đúng không? Nhưng mà thật với cô bác anh chị là ở Trung Quốc ấy, đồ nào cũng có, dùng cho hàng cao cấp cũng có, dùng cho bình thường cũng có, và dùng cho những người họ có thu nhập thấp cũng có. Đó là một trong những cách rất là hay của người Trung Quốc khi mà họ tiếp cận đa dạng khách hàng ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau.